Theo Thượng tọa Thạch Bon, trụ trì chùa Bốn Mặt thuộc ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau khi người dân địa phương phát hiện một pho tượng màu đen gần lò hỏa táng của khuôn viên nhà chùa, ban quản trị nhà chùa đem vào sala. Mỗi ngày có hàng ngàn du khách gần xa đến đây cầu nguyện. Được biết, pho tượng được một bé gái khoảng 7 tuổi phát hiện tại một khu đất trống. Nơi đây là một trong những dự án được quy hoạch và xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng giếng tiên, phục dựng lại truyền thuyết của đồng bào Khmer Nam Bộ tại công ty Thảo Linh, khởi công xây dựng vào đầu tháng 2 năm 2020. Sau khi thực hiện các công đoạn đào bới và san lấp mặt bằng có sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nên đất vùi lấp sau nhiều cơn mưa đầu mùa xuất hiện, nên trôi đi phần đất phía bên trên pho tượng nên được người dân phát hiện và đem vào chùa. Đến ngày 17 tháng 7, một bé trai khoảng 10 tuổi đang vui chơi tại khu đất này thì phát hiện một cánh tay bên phải của pho tượng nên ban quản trị chùa thực hiện công đoạn lắp đặt cánh tay cho pho tượng một cách hoàn chỉnh. Chị đến từ Cà Mau. Tại chị nghe người dân đồn đãi rồi này kia đó, rồi lên coi cho biết. Thì sẵn thắp nhang rồi cầu Phật cho mình bình an, gia đình yên ấm, con cái học giỏi, mạnh khỏe. Thấy không khí cũng nhộn nhịp, người dân xem Phật nổi ra sao. Không khí trang nghiêm, nói chung là mọi người rất tín ngưỡng. Nghe tin là ở chùa Bốn Mặt này thì có... tình như thế này thì tôi qua đây để coi thêm coi cái tình trạng này là sự thật hay không, hoặc là gì đó đấy, thì tôi qua đây cho trước mắt tôi thấy trước mắt vậy đó. Đến đây nhưng có sự thật là đốt nhang xin cầu nguyện cho được an vui, bình an, mừng ăn cho phát đạt, mạnh khỏe. Bà con từ phương xa đến đây cũng nhộn nhịp, cái đó là một sự tin ngưỡng những bà con Phật tử ở nơi đây. Trong khuôn viên chùa được nhiều người dân đến đây bày bán những đồ ăn, thức uống, nhang, đèn, hoa quả để phục vụ du khách gần xa khi đến đây tham quan. Công tác an ninh trật tự cũng được từ huyện đến xã được đảm bảo cho du khách khi đến chùa. Có thể nói thì đến cái thời điểm này thì bà con ở nơi khác đến tập trung ở đây thì cũng khá đông. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng có cử cái lực lượng xuống để làm công tác bảo vệ nhằm đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Một mặt thì chúng tôi cũng có trao đổi với nhà chùa, đặc biệt là các cái vị nằm trong cái ban quản trị để tuyên truyền vận động người dân. Thứ nhất là không để là xảy ra cái vấn đề là mê tín dị đoan. Thứ hai thì chúng tôi cũng có yêu cầu bà con nhân dân không nên đăng tải những cái thông tin mà không chính xác lên các cái trang mạng xã hội, đặc biệt là các cái thông tin có cái nội dung đi ngược lại với cái quy định về tín ngưỡng tôn giáo. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương cũng được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm, nhất là công tác vận động tuyên truyền người dân không xuyên tạc sai trái về nội dung thông tin và đăng tải trên mạng xã hội. Công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, tạo môi trường thông thoáng cho du khách gần xa khi đến chùa.